Mai Tài vén từ nhận là phan cuồng của Mỹ Tâm. Không còn né tránh như trước, khi nhắc về chị đẹp Mỹ Tâm, Mai Tài vén trả lời với tâm thế thoải mái. Nam diễn viên không ngại dành những lời có cánh cho đàn chị. Khi được hỏi chuyện chia sẻ bài viết của Mỹ Tâm trên mạng xã hội, Mai Tài vén thẳng thắn cho biết ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những rô của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình e thôi. Vén nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai. Giống như khi xem một bộ phim hay, Vấn cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó. Thì mình như quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình ra cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Vấn thấy vui, thích thì sẽ thôi. Mình thấy chuyện đó bình thường. Nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm. Bên cạnh đó, bài tài Phến tiết lộ anh đã điểm mặt ở hầu hết các show cũng bị Tâm và có được những trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ vậy. Nam diễn viên cũng cho biết bản thân học được nhiều điều sau khi cảm nhận về quá trình tập luyện và sự cống hiến của đàn chị trong tất cả các hoạt động nghệ thuật. Sau khi cùng góp mặt trong dự án điện ảnh chị trợ lý của anh, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm và được nhiều người đẩy thuyền. Từ tri âm ở thành phố Hồ Chí Minh trở về sau thì hầu như show nào của chị Tâm Phến cũng đến xem. Mỗi show đều có những trải nghiệm khác nhau, nói chung là khó để diễn tả bằng lời nói. Thật ra trước một người quá tài năng, mình không chỉ xem mà là thưởng thức và học hỏi từ họ Với nghĩ không riêng gì vến mà nhiều người xem chị tâm diễn sẽ đặt cái tâm vào đó sẽ theo dõi sẽ quan sát rất kỹ và thấy được giá trị mà chị mang đến cho khán giả mình cảm nhận được quá trình sự tập luyện cống hiến hết mình của chị khi làm một điều gì đó hết mình thì bạn sẽ chạm đến khán giả mình học được những điều mà mình thấy ở chị đó là sự cố gắng nhiệt huyết và diễn chu để áp dụng nó vào phim nam diễn viên trải lòng gần đây trong các bài đăng của mỹ tâm trên trang cá nhân mai tài phến luôn tương tác rất đều đặn chăm thả tim và không ngại chia sẻ công khai các bài viết của nữ ca sĩ nhìn lại hành trình sự nghiệp của mai tài phến có thể thấy nam diễn viên đã từng hợp tác với không ít những nghệ sĩ nữ trong làng giải trí nhưng anh chàng lại chỉ theo dõi đúng một mình mỹ tâm trên mạng xã hội